Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hay đài phun nước bờ hồ là địa điểm quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Nhưng ít ai biết rằng, cách nay hơn 100 năm, tại đây thực dân Pháp đã hành quyết nhiều sĩ phu yêu nước của dân tộc ta. Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước đây vốn là một bãi đất hoang trồng dừa ven hồ Gươm, dân gian thường gọi là vườn dừa, bãi dừa hay bãi gáo. Sau này, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, chúng cho xây dựng quảng trường mang tên Nơ-dừa để tưởng nhớ công lao của tiền tướng Pháp này. Thực dân Pháp rất coi trọng vị trí của quảng trường và xem nó như trung tâm của thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sự ưu ái này nhanh chóng bị chấm dứt bởi các hành động dã man của chúng. Trong cuốn sách Hà Nội cũ, phát hành năm 1943, nhà văn hóa Doãn Kế Thiện có kể lại: nói đến những nơi rùng rợn nhất Hà Thành, ngoài cái hồ sắc trẻ ra, lại còn nơi cây dừa bêu đầu. Nơi đó không phải là một nơi khuất vắng, lại chính là một nơi mà bây giờ chúng ta đều cho là rất phong quang, vui vẻ nhất Hà Thành, đó là Hồ Hoàn Kiếm. Đó là vì thỉnh thoảng, người ta lại đem treo một cái hay mấy cái đầu lâu của những người trọng tù bị tội trảm quyết vào thân mấy cái dừa, nói là bêu để làm gương cho cái khác, coi đó làm răn. Mỗi khi có một cái đầu đem bêu ở đó, trên thân cây dừa lại dán một tờ giấy, kể rõ tội trạng của kẻ đã bị tử hình ấy, cho người qua lại xem. Một vài người mê tín, liền lấy tờ giấy tội trạng đó, đón lấy máu ở thủ cấp giò xuống, đem về dán đầu giường và tin rằng đó là bí quyết để khu trừ ác quỷ. Để tiêu diệt những người chống đối và khủng bố tinh thần người Việt, thực dân Pháp xử chém đầu nhiều nhà ái quốc tại quảng trường Nơ-dừa. Trong đó có sự kiện hành hình ông cử Tạ Văn Đình năm 1883 và 4 năm sau, năm 1887, là hành quyết ông thủ khoa Nguyễn Cao. Đến năm 1945, quảng trường được đổi tên thành quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để kỷ niệm một phong trào yêu nước sôi động vào đầu thế kỷ 20 của sĩ phu Hà Nội.